cô. Và sau đó Nhật Bình mới mời Sích Trần Đạo, Sích Rạng Đông, Gô Ái Minh, cái này cho Nhật Bình điểm danh nha, mình mời Sích Tô Thị Phúng, mình mời Nguyên Tịnh, mình chào Tina, mình mời Tina, mình chào Sích Đờ Men, mình chào Tâm Phương, dạ, mình chào Sích Hoàng Nguyệt về vào đạo tràng. Dạ, vậy là cô tự viên chưa cầm mic được rồi, Rạng Đông ơi, Rạng Đông mở hàng, dạ, sa thú kính mời Rạng Đông. Sa thú Chi Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư công đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tự Diêm, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Phật pháp cú 403. Gầm phi ra bàn nhằn, mê tha vinh mắt ga mắt gác sa cô ví đằng út ta má thằng á núp bát tằng ta ma hằng brum mi brahm ma năng gầm phi ra bàn nhằn mê tha vinh mắt ga mắt gác sa cô ví đằng út ta má thằng á núp bát tằng ta ma hằng brum mi brahm ma năng gầm phì ra bàn nhăn mê tha vinh mắt gà mắt gát sa cô vi đằng út ta má thằng anúc ba tăng ta má hằng brum mi ra má năng người trí tuệ sâu xa khéo biết đạo phi đạo chứng đạt đức vô thượng ta gọi bà la môn bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu gầm phì ra bàn nhăn mê tha vinh mắt gà mắt gà sa cô vi đằng út ta ma thằng á núp bát tăng ta ma hằng brum mi bra ma năng người có trí tuệ thâm sâu nẻo tà đừng chánh đâu đâu cũng rành chứng tri tối thượng pháp hành những người như vậy trọn lành bà la môn bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ nam mô Phật Thầy giá, nam mô Thẩm Mạ giá, nam mô Sanh Khai giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng chư tôn Đức Tăng. Kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đảng Đông, chị Nhật Bình cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 403. Gầm đi ra ban nhận mê tha vinh mắt ra xa cô vi đăng người ta mắt thăng à nức mắt tăng ta ma hăng thu mì rộng năng gầm đi ra ban nhận mê tha vinh mắt ra xa cô vi đăng người ta mắt thăng à nức bát tăng ta ma hăng vô mì rộng năng người trí tuệ xa khéo biết đạo phi đạo chứng đạt đức vô thượng ta gọi bà la môn. Đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Gầm đi ra ban nhằn mê tha viên mất ra xa khu vi đăng ồ ta ma tăng à nức mát tăng ta ma hăng rô mì rộng ma năng người có trí tuệ thâm sâu nẻo tà đường chánh đâu đâu cũng rành chứng tri tối thượng pháp hành những người như vậy trọn lành bà la môn. Đó là phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Và cảm ơn Vinh Quá Khá Na đã bóp bài ạ. Và con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa tu lành thầy. Chích chân đạo. Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật. Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung.
Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 403. Cảm ơn Sít Rạng Đông, Sít Hoa Nguyệt, Sít Trần Đạo, Sít Nhật Trình, cô tư nữ Tề Duyên. 45 thì đọc ra nó biết. Rầm phi ra bản nhang mê tha win ma ga ma ga sa cô vi đăng ut ta mat thang anu pat tang ta ma hang phru mi pram ma nang rầm phi ra bản nhang mê tha win ma ga ma ga sa cô vi đăng ta mat thang anu pat tang ta ma hang phru mi pram ma nang ra phi ra pan nhang me tha win ma ga ma ga ko vi đăng ut ta mat thang anu pat tang ta ma hang phru mi pram ma nang ra phi ra pan nhang me tha win ma ga ma ga sa ko vi đăng utta mat thang anu pat thang ta ma hang phru mi pram ma nang. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của ngài Minh Châu. Người có trí tuệ thâm sâu, nẻo tà đường tránh đâu đâu cũng rành, chứng chi tối thượng pháp hành, những người như vậy chọn lành bà La Môn. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Phật Thà Giá Già Cần Đà. Phật Thà xin được xuống kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Sa thu mang vân của thành một bức thơ ai giám thành kính lễ thượng thẩm linh cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ và thanh trạch, quý thiện nam tín và tự nhiên sinh là kinh số 403 đạo tràng âm thanh của ngài và cảm vân của thành á. Gầm phi ra manh nhằn mê tha huynh ma mắt ra sợ vì đã tăng băng gầm răng ta huynh đang cố gắng tăng ăn rung mì râm ma năng gầm thì rất bành nhằn mắt ra mắt ra đằng các thằng anh nấp anh ma nằng trí tuệ thăm ta đi đạo đứng đạo vô hồn gặp bằng nhằn mê tha quyền ra mắt gá sắc ố tặng tâm ma hằng rù mi có trí ấu tạng Bà La Môn này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ bây giờ
Con kính đảnh lễ Tam Hư Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ tại viên, con kính chào đạo tràng, con xin phép đọc bài. Gampi Rappan Nhan Me Tha Win Makka Sako Vy Đăng Uttamat Thang Anupatang Tamahang Bumi Brahmanang Gampi Rappan Nhan Me Tha Win Makka Sako Vy Đăng Uttamat Thang Anupatang Tamahang Bumi Brahmanang. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đức vô thượng, ta gọi Bà La Môn, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gầm phi la panh, nhân mê tha huyến, mắc ca xa cố huy đăng, ồn tâm anh thăng, à nữ ban tăng. Tamahang bumi brahmanang gampira pan nyanne thawin makamaka sako vidang untamantang anupantang tamahang bumi brahmanang. Người có trí tuệ thâm sâu, nẻo tà đường chánh đâu đâu cũng lành, chứng tri tối thượng pháp hành, những người như vậy trọn lành Bà La Môn, Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, con kính tri ân đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 403. Gam pi áp banh nhanh mê tha viêm mắt ga mắt gát xá cô quý đăng cô tá mát thăng á nú á núp bát tăng tá ma hằng ru mỹ râm má năng gầm bì rá banh nhanh banh nhan mê tha huyên mắt gà mắt gát xá cô quý đăng cô tá mát thăng á núp bát tăng tá ma hằng phù mỹ tâm ma năng gầm bì rá banh nhan mê tha viêm mắt ga mắt gát xá cô quý đăng út tá mát thăng á núp bát tăng tá ma hằng phù mỹ tâm ma năng. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đức vô thượng, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người có trí tuệ thâm sâu, nẻo tà đường chánh đâu đâu cũng rành, chứng tri tối thượng pháp hành, những người như vậy trọn lành Bà La Môn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cấm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sích Thái Minh. Dạ, sa thú lành thay chị Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cô tuệ duyên. Ái Minh kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 403. Cảm ơn huynh trưởng. Gầm phi ra bành nhàn mê tha huynh mắc ga mắc ga sa cô vi đằng
Uttama thằng Anubhat thằng tở ma hằng ru mi rầm ma nằng gam ti ra ban nhang mê tha huynh mắc ga phá bồ ghi đằng Uttama thằng Anubhat thằng tở ma hằng ru mi rầm ma nằng gam ti ra ban nhang mê tha huynh mắc ga phá bồ ghi đằng Uttama thang anubba tang tamahang rumi ramma nang. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đức vô thượng, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Gam ti ra ban nhang mê tha huynh mang ga mak ga sa ko vi đằng Uttama thang anubhat thang tamahang rumi ramma nang. Gam ti ra ban nhang mê tha huynh mak ga sa ko vi đằng Uttama thang anubhat thang tamahang rumi ramma nang. Người có trí tuệ thâm sâu, nẻo tà đường chánh đâu đâu cũng rành, chứng tri tối thượng pháp hành, những người như vậy chọn lành bà la môn. Phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Dạ em minh kính mời người tiếp theo ạ. Alo. Dạ. Alo. Cho con xin bài đi. Dạ. Nam mô Bụt Tha. À, xa thú, kính cảm ơn các bạn. Bận quá phải không? Nhà cầm mic lên là có khách gọi cà phê phải không? Nên là không cầm mic được. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Rồi hãy lúc nào được đưa tay lên với âm thanh nghe rất rõ. Nhưng mà nó chỉ nghe rồi không nghe đó. Chứ không phải là không nghe được. Nói với anh ha, nghe Nhật Bình không? Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, rất là tinh tấn, cảm ơn Đà Men. Dạ, Nam Mô Bích Hai, dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình kính chào Đạo Tràng. Dạ, con kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào Đạo Tràng. Tâm Phương ơi, Nhật Bình thấy Tâm Phương có trước máy không? Xích Tô Thị Phúng có trước máy không? Xin mời bàn tay quý vị ạ. À. Thành Thị nữa nè. Dạ, kính mời Đạo Tràng. Rồi, đợi men ha. Alo, dạ, xin hỏi cô có nghe tiếng của con không? Dạ, cho con xin bài đi cô Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Thà, dạ, con xin kính lễ quý sư, con xin kính lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 403. Gam pi ra ban nhang me tha win mak ga ma gak sa ku vi đăng ut ta mak thang anup bat tang ta ma hang phu mi ram ma nang. Gam pi ra ban nhang me tha win mak ga mak sa ku vi đăng
Magamagapsako vidang uttamat thang anapap thang tamahang phu mi rama năng. Dạ, người trí tuệ thâm sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tư nữ, kính chào tất cả các anh chị. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú 403. Dạ, con chỉ đọc thôi, con không biết kệ. Gam phi ra bèn nhăn, gam phi ra bèn nhăn, mê tha vinh mắt gà mắt gà sa cô vi đăng út ta mắt thằng u núp bát tăng tamahang ru mi brahmanang gam phi ra bèn nhang mê tha vinh mắt gà mắt gà sa cô vi đăng út ta mắt thằng anup bát tăng tamahang ru mi brahmanang. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi bà la môn. Dạ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Người có trí tuệ thâm sâu, nẻo tà đường chánh đâu đâu cũng rành, chứng tri tối thượng pháp hành, những người như vậy trọn lành bà la môn. Dạ, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con đã đọc xong, con xin xuống mít, con xin cảm ơn tất cả các anh chị em trong đạo tràng đã giúp đỡ. Xà thủ, kính cảm ơn Sích Tơ Thị Phúng. Và cảm ơn Sư Đồng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và xà thủ lành thai. Kính cảm ơn Sích Tơ Thị Phúng, cô Ái Minh, Cẩm Vân, Sích Tị Na, cô tu nữ Tị Viên, Quỳnh Quá Tha Na, Sích Trần Đạo, Sích Đặng Đông đã hoan hỷ lên ông bài. Và bây giờ cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp cú kinh số 404. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh pháp sư trước khi chúng ta được để được Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Minh Bách Hà Ná cho bài học. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá, Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành lại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhân lời nhưng chẳng nhị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hư dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giác vẹn toàn, một lầm chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian,
Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khẩn chốn ni, tối mê cụ được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng như sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 404. Dục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ xa thua, con kính nhân bích đến sư. Dạ Nam Mô Bức Thầy nhé. Kính con kính đến lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề buổi ngày thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021. Và cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu. Và bây giờ để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay, chúng con xin kính mời đại chúng hướng tâm về tâm bảo đảnh lễ một tấm tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivadimi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay thứ sáu, ngày 5 tháng 3, diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề, chúng ta sẽ học đến câu Pháp Cú Kệ Ngôn số 404, 404 trên 423 câu. Thì như vậy chúng ta cũng còn được khoảng mười mấy câu nữa là chúng ta sẽ kết thúc những cái bài giảng liên quan đến 423 câu Pháp Cú. Dạ. Cầu mong chư thiên và tất cả quý vị chúng ta cùng nhau gia hộ và hộ cho diễn đàn được sinh hoạt một cách tốt đẹp, và sẽ có nhiều lớp học như là bộ lớp Pháp Kinh Pháp Cú để chư tăng cùng dự lại quý Phật tử, quý vị có được cái cơ hội để gặp nhau bàn về Phật Pháp, nói về Phật Pháp và sách tấn lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm để tiến tu ở trong con đường Phật Pháp. Và hôm nay thì đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 404. Dạ, câu kệ ngôn Pháp Cú số 404 có nội dung như sau. Asaṃsataṃ gahatehi anāgārehi cūpayaṃ anokāsāriṃ apicchaṃ tamahaṃ brahmi brahmanaṃ. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc cư ích dục, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu cũng như là bản dịch Văn Xuôi của ngài Indra Chánh Đá Chánh Tăng. Không gần gũi với cả hai hạng người tại gia và hạng người xuất gia, không lai vãng các gia đình, ít ham muốn, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 404 này. Chúng ta có 4 câu ở trong bài kệ 404. Asaṃ sattaṃ gahatehi anāgārehi cūpayaṃ anokassāriṃ apicchaṃ tamahaṃ brahmi brahmanaṃ. Câu thứ nhất đó là Asaṃ sattaṃ gahatehi. Asaṃ sattaṃ gahatehi. Thưa quý vị rằng Asaṃ sattaṃ có nghĩa là không gần gũi
không có gần gũi. Cái từ này á, cái từ này nó xuất phát từ cái động từ đó là satchati, là sự dính mắc hay là giao thiệp, cộng với hai cái tiếp, hai cái tiền tố, cái từ ngữ sân và cái tiền tố á, nó lên cái phủ định không có giao du hay gần gũi. Mình có thể hiểu cái từ này là không có quá bận rộn đó, không có quá bận thì chúng ta sẽ dễ hiểu cái câu kệ ngôn pháp cú này hơn. Gahathehi là người tại gia. Cái người tại gia này được giải thích như là cái từ gah là ngôi nhà, và chữ tha đó là chữ động từ đứng, và đứng hay là ở trong ngôi nhà đó thì gọi là người tại gia. Tại gia là người cư sĩ, người còn cái nếp sống của một người Phật tử tại gia, người cư sĩ, người chưa có hình tướng của một vị xuất gia. Rồi câu kế tiếp chúng ta học đó là Anagarehi Chupayan. Anagarehi là cái người, những người xuất gia. Cái người xuất gia ở đây nó không phải là cái từ Papachan hay là Papachá là xuất gia, mà ở đây được sử dụng giống như là một cái cách hiểu. Anagara là cái từ kết hợp với cái từ Anna cộng với Agara. Agara là không nhà, là cái người sống mà không có sống ở trong ngôi nhà hay là sống ở trong cái cuộc đời ngôi nhà của người cư sĩ đó thì gọi là người xuất gia. Từ kế tiếp đó là Chu Phái Dân là bị cái luật sanh thí kết hợp bởi từ Chá và Úp Phái Dân. Chá có nghĩa là và, Úp Phái Dân có nghĩa là cả hai đối tượng là người sống tại nhà hoặc là người sống ngoài ngôi nhà, hay là chúng ta hiểu là người tại gia cư sĩ hoặc là người xuất gia sa môn. Và câu thứ ba mà chúng ta học đó là Anokasarin Apichan. Anokasarin là không có lai vãng các cái gia đình. Anoka là cái người không nhà, và sẽ sari đó là cái việc đi lang thang lai vãng. Và nó có cái tiếp động ngữ anna có nghĩa là không nữa, thì như vậy anokasarin là không có lai vãng. Không có lai vãng với hay là đi lang thang ở các cái gia đình, các cái ngôi nhà. Như vậy chúng ta có nhiều cái từ ám chỉ nhà đúng không? Gaha cũng là nhà nè, Kara cũng là nhà, mà Oka cũng là nhà. Cái từ kế tiếp là Apichan. Apichan nó có hai từ kết hợp, đó là Appa và Icha. Cái từ Appa nghĩa là ít ỏi, so với Pahu là nhiều. Rồi từ Icha có nghĩa là cái sự ham muốn. Cho nên Apichan khi mà kết hợp thì có nghĩa là có ít sự ham muốn. Và câu cuối cùng là Tamahang Brahmi Brahmanang, thì cái câu này chúng ta đã được nghe thích nghĩa từ cái phẩm Bà La Môn, từ cái câu đầu tiên. Tamahang là cái từ kết hợp bởi từ Tăng và Ahang,
Từ tăng ở đây là vị ấy. Vị ấy ám chỉ cho là cái vị mà không có quá bận rộn, hay là không có giao du với người cư sĩ hay là người tại gia, và là người không có cái việc đi lang thang, đi đến các cái gia đình cư sĩ, và là cái người ít có cái sự ham muốn. Và chữ tăng đây nó là một đại từ, nó tổng hợp hết tất cả những cái tính chất của cái vị đó. A hăng là ta, ở đây ám chỉ cho Đức Phật là A hăng. Prumi là gọi. Brahmanang là Bà La Môn. Và cái Bà La Môn này thì xin nhắc lại là Bà La Môn được ám chỉ cho một cái vị đã dứt khỏi các cái phiền não, là một vị thánh nhân A La Hán, thánh đạo thánh quả. Là như vậy, chúng ta đã sơ lược qua về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 404 này. Một lần nữa, câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 404 có nội dung như sau. Asaṃsathaṃgahathehi anāgārehi cupayaṃ anokasāriṃ apicchaṃ taṃ mahaṃ promi brahmanaṃ. Không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc cư ích dục, ta gọi Bà La Môn. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức: xuất gia thế tục hai hàng, đến đi chặn luyến dặm ngàn thông dông, cô đơn thiểu dục bên lòng, Như Lai sẽ bảo xứng dòng La Môn. Hoặc là xuất gia cư sĩ chẳng than, non xanh vô ngại dặm tràn, dặm trần an như, gió sao chẳng gợn tâm tư, cô đơn thiểu dục đúng từ La Môn. Đó là những cái bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là Ngài Giới Đức và Ngài Indachana Chánh Thân. Một lần nữa, chúng ta được học về câu Pháp Cú số 404 này. Và dạ, đó là cái phần đầu tiên chúng ta kết thúc học về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và tiếp tục là chúng ta sẽ học về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 404 này. Thực sự khi mà đọc đến câu Pháp Cú 404 này, chúng ta có nhiều cái lầm lạ. Nó không hẳn là cái thắc mắc, nhưng mà đó là những cái điều mà chúng ta sẽ thấy lạ. Tại sao mà có cái câu đó là không liên hệ cả hai, tại gia và xuất gia, thì Đức Phật Ngài gọi là Bà La Môn, hay là gọi là một vị thánh tăng, một vị bậc thánh. Có một cái điều mà chúng ta sẽ lấy làm lạ như vậy. Bởi vì khi đi chùa đó, các vị sẽ thấy các sư hay khuyên đó là nên năng đi chùa, năng nghe pháp. Thì mà muốn nghe pháp hay muốn đi chùa đó thì sao? Thì chúng ta phải đến chùa và các sư mới có nghe pháp được. Bây giờ thì chúng ta có cái thông tin đại chúng, chúng ta nghe qua mạng, qua internet. Nhưng mà cái câu không có liên hệ thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Để theo cái trình tự thì chúng ta sẽ học về cái duyên sự trước. Thưa quý vị, rằng câu Kệ Ngôn Pháp Cú 404 này được Đức Phật Ngài thuyết á, Ngài nói đến với cái trường hợp của Ngài Tích Xác ở tại chùa Kỳ Viên. Và trong cái quyển Pali Proponem, là cái quyển từ điển nói về các cái danh từ riêng cũng như là địa danh, thì cho một cái kết quả rất là nhiều liên quan đến Ngài Trưởng Bảo Tích Xá. Tức là cho cái kết quả trùng lập cái từ Tích Xá này ở trong thời của các vị Phật quá khứ cũng như là vị Phật hiện tại rất rất là nhiều. Trước tiên thì chúng ta sẽ xác định rằng đây là một cái vị xuất gia phải nói là khá là bản lĩnh, và là một cái vị xuất gia lâu năm.
Thì khi mà đọc cái duyên sự thì chúng ta sẽ có cái nhận định đó. Tại vì sao? Thứ nhất đó là đối với cái vị ngài Tích Xá này đó, khi vào xuất gia đó thì thường hay xin những cái pháp môn để mà tu tiến, để mà phát triển bản thân mình. Thì một cái lần nọ đó thì ngài học về cái bốn đề mục nghiệp xứ và xin Đức Phật để đi vào trong cái nơi thanh vắng để mà thực hành. Và đặc biệt cái ngài Tích Xá này á, ngài có một cái hạnh rất là đặc biệt. Ngài từ khi xuất gia là một cái vị tỳ kheo đó, ngài rất là tinh cần và nỗ lực phòng hộ các căn để cho cái phần giới luật cụ túc giới, một cái vị phẩm hạnh của một vị tỳ kheo, được hoàn toàn trong sạch, không có bị lấm nhơ. Đây một điều rất rất là đáng trân trọng. Và khi cái ngài Tích Xá đi vào cái nơi thanh vắng là một cái hang núi để mà thực hành những cái thiền định, những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì có một cái sự kiện nó xảy ra như thế này. Có thể là bây giờ chúng ta sẽ không có tin. Ta thấy thời bây giờ đó, chúng ta thấy có những cái hiện tượng mà gọi là ma nhập đó. Thì do là chúng ta không có thấy được, không có nghe được, không có giao tiếp được với những cái chúng sanh quốc mặt quốc mời, cho nên chúng ta khó tin. Nhưng trong thời Đức Phật đó, thì cái chuyện này nó không có gì là quá khó khăn. Bởi vì cái thời đó, thứ nhất là thiên về cái phần tâm linh, cho nên nhiều người có khả năng để mà giao tiếp cũng như là lắng nghe hay là nhìn thấy những cái người khuất mặt khuất mày, là chư thiên hay là chư thần hay là những người ngạ quỷ vân vân. Thì khi mà ngài Tích Xá ngày đến cái hang động ở trong cái nơi thanh vắng đó, thì ở cái hang động nó có một cái vị chư thiên, có một cái gia đình chư thiên đang ở trong đó. Và khi mà ngài Tích Xá ngày đến đó, thì ngài không có biết là chú xứ này có những cái người ở như vậy đó. Thì ngài cứ thấy cái chỗ thanh vắng mà nó gần làng mạc đó, thì cái ngài cứ ở để mà ngài tu thiền. Thì khi mà ngài đến ngài ở thì những cái vị chư thiên ở trước đó, người ta cảm thấy là khó chịu. Ở đây nó có thể như thế này, là cái chỗ của mình ở đó có người đến để mà ở, giống như xâm phạm gia cư như vậy đó. Cái thứ hai đó là cái vị sa môn này, cái vị Tích Xá này là một cái vị xuất gia chân chánh, có giới hạnh trong sạch, mình gọi là có đức độ cao đó. Thì những cái vị chư thiên có cái phước báo không có nhiều đó, thì sẽ không có dễ dàng sống chung. Không có dễ dàng sống chung, mà sống trên cao nữa thì không có được. Cho nên những cái vị chư thiên này tìm cái cách để mà không cho cái vị Tích Xá này hoan hỷ hay là yên ổn sống ở trong cái hang động đó. Thì trước tiên đó là cái vị chư thiên này dò xét coi cái vị Tích Xá này có cái lấm nhơ trong giới luật hay không, và vịnh vào cái cớ đó để mà xua đuổi. Và cái vị chư thiên này xét là không có thấy, theo dõi không có thấy cái vị này. Thời bây giờ chúng ta có thể hình dung như thế này nè, giống như là chúng ta sống trong một cái ngôi chùa hay là sống ở trong một căn phòng mà chỉ có mình một mình chúng ta thôi đó, thì chúng ta sẽ thấy là rất là thoải mái, nhiều khi chúng ta dễ vui nữa. Nhưng mà bất thình lình á, chúng ta sống ở trong một cái căn phòng và có nhiều cái camera hay là nhiều cái thiết bị ghi âm được giấu kín mà chúng ta không có biết, và có thể là chúng ta biết, thì tự nhiên lúc đó thì chúng ta sống cũng không có được dễ vui, bởi vì có người để theo dõi,
có người để theo dõi. Cái trường hợp này thì rất là phổ biến ở các cái công ty hay là xí nghiệp, người ta quản lý nhân sự bằng cách đó. Thì riêng Ngài Tý Xá, Ngài không quan tâm. Ngài không quan tâm là có một cái người đang một cái camera đang giám sát Ngài, và Ngài cứ sống bình thường. Bởi vì Ngài có một cái hạnh đó là giữ gìn giới luật rất là trang nghiêm, cho nên dù là biết hay không biết thì cái vị chư thiên nó cũng không có thấy lỗi, bởi vì Ngài không bao giờ vui. Thì cuối cùng thì cái vị chư thiên này phải tìm cái cách để mà gài cho cái vị Tế Xá này phạm lỗi, thì lúc đó mới có cớ để mà đuổi đi. Trước khi không là không có đuổi đi được. Thì cái sự kiện nó xảy ra là cái gia đình Phật tử mà hay đặt bát cúng dường khi mà Ngài Tế Xá Ngài đi bát á, thì có một cái đứa con, một cái đứa bé. Thì cái vị chư thiên này mới nhập vô cái đứa bé đó và làm cho đứa bé nó có những cái triệu chứng giống như là bây giờ chúng ta nói là ma nhập vậy đó. Không ăn, không ngủ, rồi phát biểu linh tinh, rồi mắt thì trợn lên trợn ngược, rồi miệng thì sù mặt mép, thì không có đi đứng, không có nói chuyện bình thường. Và cái người bà mẹ đó, bà rất là sợ. Tự nhiên con mình đang khỏe mạnh mà bây giờ có một cái sự cố như vậy đó. Thì trong cái lúc mà đứa bé nó nói chuyện lung tung á, thì nó bị cái điều khiển của cái người, của cái vị chư thiên nhập cho nó đó, nói rằng á, là nếu bà mà muốn tìm thuốc để mà trị hết bệnh cho con bà đó, thì bà hãy xin cái nước rửa chân của ông sư mà bà hay đặt bát đó. Ông sư tới nhà thì người ta thường có cái chậu nước để mà rửa chân, tại vì các sư đi bát là không có mang dép. Thì lấy cái nước đó gội đầu, tắm cho đứa nhỏ, tự nhiên nó hết. Bà mẹ bà rất là mừng, bà mất rất là mừng, con mình bị bệnh mà giờ có thuốc để trị rồi. Thì ngày hôm sau bà cũng làm y lời như vậy. Khi mình đặt bát cúng dường thì bà xin cái nước rửa chân, bà tắc bạch là cho con xin cái nước rửa chân để mà trị bệnh ma nhập hay là trị bệnh cho đứa con nó khỏe lại. Thì ông sư cũng nói nước rửa chân thì cứ sử dụng bình thường, Ngài không có quan tâm, Ngài cũng không thấy bất tiện gì trong cái việc đó. Rồi khi mà nhận bát xong thì ngày đi á, thì bà dùng cái nước rửa chân đó dội tắm cho đứa nhỏ, thì tự nhiên đứa nhỏ nó khỏe mạnh trở lại. Thì cái đó là cái việc cố tình của cái chư thiên thôi, thì tự nhiên thì làm được như vậy. Thì và cái câu hỏi là tại sao cái chư thiên này làm như vậy, thưa quý vị rằng á, bởi vì cái vị chư thiên này hiểu biết rằng khi mà một vị sa môn hành động dùng nước, dùng các cái loại rễ, dùng các cái loại trái cây, dùng các cái loại nguyên liệu để mà chế thành thuốc trị bệnh cho người đó, giống như là một cái người thầy thuốc đó, thì ở trong giới luật, ở trong đạo Phật đó, không có được phép. Cái vị chư thiên này biết cái điều này, cho nên cố tình để gài giống như là cái vị Tý Xá này đang là một cái vị thầy thuốc để mà trị bệnh ma nhập. Nào quý vị nghe kỹ chỗ này nha. Tức là cái vị chư thiên gài cho cái vị này trở thành một vị thầy thuốc trị bệnh ma nhập, và sẽ bệnh cái cớ này để mà đuổi cái vị Tý Xá ra khỏi cái hang động. Và đây là cái cách mà cái vị chư thiên nó suy nghĩ. Và khi đạt được cái mong muốn của mình, cái việc làm của mình đó, thì cái vị chư thiên nó về đứng trước cái cửa hang động á, mới nói với cái vị Tý Xá là ngài hãy đi chỗ khác đi, giới luật của ngài là nó không còn trong sạch nữa. Thì lúc đó ngài Tý Xá ngài cũng chưa có hiểu cái tâm ý của cái người chư thiên đó, ngài mới hỏi là duyên cớ tại sao là nhà ngươi nói như vậy.
thì cái vị chư thiên đó mới trình bày đó là ngài dùng nước rửa, cho cái nước rửa chân để mà trị ma nhập trị bệnh cho đứa bé, thì ngài là thầy thuốc. Và trong đạo Phật đó thì là cái người thầy thuốc đó thì sẽ có một cái lối sống không được tốt đẹp, là không có được Đức Phật ngài tán thán và ngài không có khuyến khích, nói chung là không có được phép. Và ngài đã phạm vào cái điều đó rồi thì ngài không có quyền để mà ngài ở cái hang động này nữa. Thì ngay lúc đó đó, cái ngài Tích Xá, ngài nghe như vậy, ngài không có hoảng sợ, ngài không có hoảng hốt, hay là ngài không có nhận lời, chấp nhận là như vậy. Ngài mới xét từ cái lúc xuất gia, từ cái lúc mà đến cái hang động này ở đó, cái giới luật của ngài không bị lấm lem, không bị nhơ bẩn. Và câu nói của cái vị chư thiên đó thì ngài xác nhận hai điều. Điều thứ nhất đó là cái vị chư thiên này luôn luôn theo dõi ngài, giống như camera quan sát mà ngài không có hay. Cái điều thứ hai đó là vị này cố gắng tìm cái lỗi dù là nhỏ nhặt nhất ở trong giới luật để mà trách ngài, đuổi ngài đi, nhưng mà tìm không có, cuối cùng phải làm một cái phải tạo lên một cái hiện trường giả, phải tạo lên một cái cớ, phải coi như là gài mưu hại ngài, làm một cái bẫy để mà ngài phạm giới luật. Thì như vậy giới luật của ngài, qua câu nói của vị chư thiên đó, thầm xác định rằng ngài là một người trong sạch về giới, phải nói là trong sạch tuyệt đối. Thì tự nhiên khi mà nghĩ đến cái việc đó, vừa hoan hỷ với cái giới luật của mình mà vừa hoan hỷ là được người khác gián tiếp xác nhận, thì ngài khởi lên một cái phỉ lạc bởi cái trong sạch của giới đem lại. Và ngay từ cái lúc đó, ngài phát triển cái thiền quán và ngài chứng đắc hậu quả A-la-hán ngay cái thời điểm trước miệng cửa hang. Dạ, một cái điều rất rất là đặc biệt. Và sau khi mà đã thành tựu cái quả vị nó xong rồi đó, thì ngài mới rầy cái vị sa môn, cái vị chư thiên đó. Rầy ở đây không phải là la hét hay là giận dữ, mà ngài rầy nó cái việc làm của ngươi nó không có thích đáng. Vì cái trú xứ chỗ ở mà ngươi cố tình để mà lập kế hại một cái vị sa môn trong sạch về giới đức, thì ngươi không còn xứng đáng để mà ở đây nữa, ngươi hãy đi nơi khác. Ngài rầy cái việc làm của cái vị chư thiên đó. Và sau khi kết thúc mùa mưa đó, thì ngày tới sáng ngày trở về, ngày gặp Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, cũng như là trình bày về cái pháp môn tu của mình đạt được những cái kết quả như vậy. Thì trước khi mà gặp Đức Phật, thì các vị tỳ kheo, các vị sư trong chùa khi mà gặp nhau chào hỏi thì có hỏi rằng qua 3 tháng an cư, ngài Tích Xá có thành tựu được cái pháp môn cao thượng gì chăng. Lúc đó thì ngài Tích Xá ngài không có trả lời trực tiếp, nhưng mà ngài kể lại cái câu chuyện ly kỳ khi mà ở trong hang núi. Thì sau khi nghe câu chuyện, các vị tỳ kheo bạn đó hỏi chuyện lúc mà gây cấn, cái lúc mà cái vị chư thiên cố tình hãm hại ngài đó, ngài có giận không? Giống như là ngài bị mắc bẫy đó, bây giờ bị mắc bẫy vào cái việc mà là làm cho ô nhiễm cái giới luật đó, ngài có giận không? Ngài có bị phiền không? Thì lúc đó thì ngài nói là tôi không có giận, tôi không có phiền. Và chính vì cái câu này đó, thì chỉ có một cái vị thánh tăng A-la-hán mới dám được nói câu này thôi. Thì các vị sư bạn mới thấy là vị này có một cái lời nói hơi tự cao, và trình lên Đức Phật. Đức Phật lúc đó ngài xác nhận con của Như Lai là đã thành tựu thánh đạo thánh quả rồi đó, thì đúng là không có giận, đúng là không có giận trong cái trường hợp đó. Và đó là cái câu chuyện khi mà Đức Phật ngài nghe xong cái sự kiện đó, qua cái câu hỏi của các vị sư bạn á, thì ngài đã dùng cái cách đó là xác minh cho ngài Tích Xá là một vị thánh tăng. Thứ hai, ngài mới thuyết cái thời pháp để mà sắp tấn khích lệ cho những cái vị
cho những cái vị đệ tử có mặt lúc đó. Và sau cái thời pháp đó, Ngài mới đúc kết thành một cái câu kệ. Đó là câu kệ số 404 mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Chúng ta đang học ngày hôm nay đó là: không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ích dục, ta gọi Bà La Môn. Đó là duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 404 này. Và trở lại cái vấn đề đó là chúng ta sẽ thấy lạ, ngờ ngợ tại sao Đức Phật Ngài lại nói là không có liên hệ xuất gia hay tại gia, lại là một cái vị sa môn, một cái vị thánh tăng. Thưa quý vị rằng chúng ta có thể nói một cách gần gũi hơn đó là không có quá bận rộn với cái cuộc sống với người tại gia hoặc là cái người xuất gia. Tại vì cái sự mà giao du hay là giao thiệp hay là lân cận đó, mà không với cái mục đích để được tấn hóa đó, thì sẽ dễ dàng làm cho chúng ta bị dễ vui và bận rộn, không có chuyên tâm để mà học đạo hay thực hành thiền. Và chính vì vậy đó, không chỉ là Đức Phật Ngài luôn luôn để mà khuyến khích hay nhắc nhở, mà các cái hạnh của Đức Phật hay là các vị thánh tăng thời bấy giờ đó, các ngài đều chọn một cái hạnh, đó là hạnh viễn ly, hạnh sống độc cư. Và ngay cả các vị thánh tăng hay là các vị phàm tăng đang thực hành giáo pháp đều chọn cho mình một cái nơi sống viễn ly. Và cái từ viễn ly ở đây mình phải hiểu đó là viễn ly về cái địa lý, về cái con người, và viễn ly về cái tâm lý, hay là viễn ly về cái suy nghĩ của mình, cái tư tưởng của mình. Và cái ba được nhắc đến đó là viễn ly cái sanh y, tức là không còn tái sanh, không còn luân hồi nữa, là niết bàn đó. Thì thưa quý vị, hai cái đầu đó là viễn ly về cái địa lý hay là viễn ly về con người đó, thì nó rất là cần thiết cho cái đời tu. Không những là cái đời tu để mà chúng ta giảm bớt cái phiền não, mà đó cũng là một cái thử thách. Đó cũng là một thử thách về cái gọi là cái đời sống độc cư. Và nó thử thách về cái gọi là khi mình ở độc cư như vậy đó, có những cái nỗi sợ, có những cái tâm mà cám dỗ mà chúng ta ít có thấy đó, thì chúng ta sẽ thấy nó một cách rõ ràng. Và cái thứ hai đó là tâm lý viễn ly đó. Tâm lý viễn ly là nói đến cái bậc các cái tầng thiền hiệp thế và siêu thế, để mà loại trừ các cái phiền não, loại trừ các cái truyền cái, hay loại trừ những cái phiền não, cắt đứt các cái phiền não. Thì trong cái đời sống hiện tại đó, chúng ta có thể áp dụng được cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này hay không? Thưa quý vị rằng, chúng ta sẽ áp dụng cái câu kệ ngôn Pháp Cú 404 này được với cái đời sống của chúng ta, nhưng với cái điều kiện đó là chúng ta phải hiểu một cách rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Chúng ta không có chấp vào cái từ ngữ nữa, giống như là sống không có liên hệ, không có bận rộn hay là không có giao du, thì chúng ta nín thinh, chúng ta đi xuống biển hay lên núi. Nếu mà chúng ta cố gắng để mà làm như vậy đó, thì giống như là thời Đức Phật, mà trong cái đời sống hiện tại, đợi khi nào mà chúng ta sắp xếp được, chúng ta viễn ly được, chúng ta rời xa được cái phố thị, rời xa được cái chốn nhộn nhịp ồn ào, thì phải nói là hết cả đời. Và cái trong cái xã hội Ấn Độ nó khác và xã hội Việt Nam nó khác, thưa quý vị. Bây giờ quý vị có đi ra ngoài đảo, biển khơi, hay là quý vị có lên rừng, lên núi, quý vị vẫn là cái người công dân của đất nước Việt Nam, và quý vị cũng đang được cái sự bảo hộ hay là cái sự giám sát của chính quyền của Việt Nam.
chúng ta đi đâu chúng ta cũng phải báo cáo, chúng ta cũng phải trình diện, chứ không thể nào mà lủi mà đi chỗ nào mà không cần báo cáo, không cần trình diện, hoàn toàn là không phải. Nhưng ở trong xã hội Ấn Độ thì nó khác hoàn toàn. Quý vị cứ hình dung là ở Ấn Độ đó, thí dụ như là đi cái ngoài đường mà thấy một cái xác chết, thì nó không quá là quan trọng như là ở Việt Nam mà chúng ta thấy một cái đôi dép để trên cầu. Nó là như vậy đó, nó là cái xã hội nó là như vậy. Ở đây nó nói là cái đời sống viễn ly tại cái xã hội Ấn Độ, nhất là cái xã hội ngày xưa đó, thì rất là dễ dàng. Và cái xã hội hiện tại, và hiện tại ở Việt Nam mình đó, thì nó không giống như là kinh điển. Thì như vậy chúng ta áp dụng cái viễn ly như thế nào? Dạ. Cái điều này thì thật ra là để chúng ta cố gắng quyển chuyển cố gắng để mà chúng ta có được một cái lối sống lành mạnh và áp dụng ngay trong cái đời sống, ngay trong cái thời gian này, ngay trong cái thời điểm mà chúng ta còn khỏe còn mạnh, chứ không phải là đợi chờ sắp xếp. Cái điều này rất là quan trọng. Thì cái viễn ly về cái địa lý hay là con người đó, chúng ta sống ở trong nhà, chúng ta cũng có một cái lô đất riêng. Và trong cái lô đất đó, chúng ta sẽ có những cái khu vực riêng, giống như là có nhiều căn nhà ở trong cái lô đất đó. Và thậm chí là ở những cái đất như là thành phố, thì chúng ta trong một căn nhà chúng ta có những cái căn phòng riêng. Thậm chí đó là không có được nhiều căn phòng riêng biệt đó, chúng ta phải sống chung đó, thì chúng ta cũng có một cái góc riêng. Cái góc ở đây có lẽ là cái bàn làm việc, hay là cái bàn học, hay là cái chỗ đọc sách, cái chỗ hành thiền. Thì thưa quý vị rằng đó là những lúc, hay là đó là những cái góc, những cái phòng, những cái khu ở, hay là những cái lô đất được gọi là sống viễn ly. Do chúng ta có cái tác ý gì hay không thôi. Sống viễn ly ở đây không phải là chúng ta cố gắng để mà tách ra khỏi cái thế giới bên ngoài, mà sống viễn ly đây là làm sao để cho mình đừng có bận rộn, bận tâm với cái người khác, với cái xã hội, thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái đời sống viễn ly. Còn cái thứ hai đó là cái tâm viễn ly, thật sự cái tâm viễn ly đó nói thì khó nhận ra, làm thì cũng khó, mà nói làm dễ cũng dễ, khó cũng khó. Bởi vì sao? Đó là cái tâm lý. Cái tâm lý thì nó sẽ là có được cái sự điều chỉnh, điều khiển, và do tác ý của mỗi người. Nó như thế nào? Sống ở trong một gia đình gồm thành viên, 5 thành viên, hay là sống trong một cái khu phố gồm có 5-10 ngôi nhà, sống ở trong một khu làng gồm khoảng 5-70 căn hộ, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu một người có một cái tâm lý viễn ly ở đây là cách xa đó, và viễn ly đúng cách đó, thì cái người đó phải nói là rất là gần gũi, rất là mát mẻ. Bởi vì cái viễn ly ở đây nó không phải là ngăn cách, mà là sống xa. Sống xa thưa cái gì thưa quý vị? Sống xa với phiền não, sống xa với cái phiền tối, sống xa với cái sự là bận rộn trong cái việc công việc, lời ăn tiếng nói, sống xa với cái việc đó là ngóng chuyện thiên hạ, sống xa với cái việc đó là bàn chuyện, nói chuyện vui đùa, sống xa với cái thói quen tật xấu. Đó là cái viễn ly mà mình cần hướng đến. Dạ. Cho nên khó là sao? Khó là khi mà chúng ta sống ở trong một cái xã hội mà thân chúng ta
chưa có viễn đi, sống sống xa với cái địa lý hay sống xa với con người đó, thì chúng ta dễ bị cám dỗ bởi cái môi trường xung quanh. Và nó dễ là dễ làm sao? Nó dễ là khi mình có được cái tâm lý viễn ly sống xa với các cái phiền phức, thì chúng ta ở chợ chúng ta cũng tu được, ở chợ chúng ta cũng xa được cái phiền não, mà ở một mình chúng ta cũng xa được cái phiền não. Một cái điều tức là chúng ta rất là dễ hiểu lầm, thân viễn ly sẽ giúp được tâm viễn ly. Cái điều đây nè, cái điều này là cũng là gọi là không phải là cái chân lý, mà là cái môi trường nó sẽ giúp đỡ cho cái tâm viễn ly xa lìa các cái phiền não. Nó rất là tương đối. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị ở đây không biết có quý vị nào có thử sống một mình chưa. Bởi vì khi mà chúng ta ở một mình á, nó có những cái phiền tối của một mình, nó có những cái khó chịu của một mình. Và nếu ở chung với một người bạn, ở chung với một gia đình, thì cái điều phiền phức đó nó không có xảy ra. Đơn cử như là cái trường hợp là sợ, sợ lửa, sợ cướp, sợ ma, sợ bóng tối, hay là sợ bị đột nhập, sợ bị xâm hại bởi xâm hại, tổn hại đến tài vật và thể xác. Cái nhiều cái sợ lắm, đó là những cái phiền phức bởi cái sự sống một mình độc cư. Đó là sao? Đó là sự sống viễn ly về thân, về địa lý con người, nó gây hại cho cái việc tâm viễn ly của mình. Nhưng mà nó dễ đó là khi mà cái người đó nó có được cái sự mạnh dạn, tự tin, có niềm tin mạnh, dũng mạnh ở nơi tam bảo, hay là có cái được cái sự sống cái nơi an toàn, thì tự nhiên cái sự phiền phức của cái nỗi sợ nó không còn nữa. Thì cái người đó đạt được cái tâm lý viễn ly, bởi vì không còn cái nỗi sợ, và người đó dần dần phát triển về cái thiền định chẳng hạn, dần dần xa lìa các cái phiền não, đè nén các cái truyền cái, thì đó mới thật sự là cái viễn ly. Và quý vị thấy cái sự phân tích này đó, thì đối với cuộc sống độc cư hay là cuộc sống ở gia đình, thì chúng ta cũng đều đạt được cái tâm viễn ly, nếu chúng ta có sự cố gắng, chứ không có đổ thừa. Nhiều người họ đổ tin thừa lắm, bởi vì nói là bây giờ bận rộn quá, công việc bận rộn quá, gia đình bận rộn quá, không có đi chùa được, mà chùa thì ở trên rừng trên núi, rồi ở nhà bận rộn quá thì không có tu được. Cho nên hẹn khi nào sắp xếp được đi lên rừng lên núi, lúc đó mới viễn ly mới tu. Thì thưa quý vị, những người đó là họ đổ tin thừa, và chắc chắn là cái người đó sẽ không bao giờ và sẽ rất là khó khăn khi mà sắp xếp được cái thời gian. Cái điều này phải nói là một điều rất là chắc chắn. Còn cái người không phải là họ đổ tin thừa đó, cái người mà biết tận dụng các cái thời điểm thích hợp, biết cách tự huấn luyện cái nội tâm đó, thì cái người này không có đổ thừa, mà cái người này tận dụng những cái thử thách của cái công việc, của cái sự bận rộn, và cái người này cố gắng để mà viễn ly, không có dính mắc vào những cái phiền phức đó. Thì cái thử thách đây á, nó có hai khía cạnh, đó là làm khó người khác. Cái khía cạnh thứ hai đó là huấn luyện người khác. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ thay đổi cái hướng tích cực hay là tiêu cực của một con người. Cái thử thách đó, khi mà học hay là đi làm hay là đi tu, nếu mà cái cuộc sống rất là trơn tru nhẹ nhàng, không được tôi luyện bởi cái thử thách đó, thì cái người đó sẽ không có thành công. Tu mà sợ khổ,
tu mà sợ đói, tu mà sợ ốm đau, tu mà sợ xa người thân, nhớ người thương, tu mà sợ trời mưa, trời nắng. Thì chính cái thử thách của những cái sợ đó đó, nó làm cho con người ta nhục chí. Và cũng chính cái thử thách đó, đối với cái người khéo tác ý đó, đó là những cái thời gian nó tôi luyện, nó làm cho người đó vững vàng, vững chãi ở trên con đường tu tập. Yeah. Sống mà không có thử thách, thực sự cuộc sống nó rất là nhàm chán. Sống mà không có trì trụ, không có các cái cung bậc cảm xúc đó, thì cuộc sống rất là nhàm chán, rất là buồn tẻ. Yeah. Mà suy đi nghĩ là cái buồn chán, cái buồn tẻ nó cũng là một thách của tâm lý nữa. Nhưng mà người đó sẽ chắc chắn là sẽ không nhận ra. Chỉ có những người tích cực mới nhận ra những cái điểm đó thôi. Thì thưa quý vị rằng qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú 404 này đó, một cái điều mà Tịnh Đạt muốn nhấn mạnh đó là khi mà cái ngày tí xá, ngày đi vào rừng, vào núi để mà tu á, nó không phải là ngài ở chùa ngài tu không được, không phải là ngài ở xóm làng ngài tu không được, nhưng mà cái việc mà đi vào rừng vào núi nó thích hợp với ngài. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là cái sự mà không có giao du giao thiệp với người tại gia xuất gia, hay là không có liên hệ đó, thì chúng ta hãy nên hiểu rằng đó là không có nên quá là bận rộn. Cái từ bận rộn đây nó rất là nhẹ nhàng. Bận rộn tức là quan tâm với những cái chuyện ngoài cái việc tu tập đó. Yeah. Chúng ta gọi là bận rộn đó. Thì không có nên bận rộn, quá là bận rộn với cái người xuất gia hay là cái người tại gia, và cố gắng để đạt được cái trạng thái tâm lý xuất ly. Tức là dù có bận rộn, dù có giao thiệp, giao tiếp, nhưng mà tâm lý chúng ta phải vững. Đừng có cho nó bị phiền tối bởi những cái bận rộn đó, thì chúng ta sẽ tránh được. Và cái điều cuối cùng đó là cái việc mà chúng ta tu hành đó, chúng ta sắp xếp cái việc mà tu tiến đó để mà có được nhiều cái lợi ích ở trong cái giáo pháp này đó, thì Tịnh Đạt thật sự chân thành khuyên quý vị là đừng có gia nhập vào cái dòng họ đổ tinh thừa. Yeah. Đừng bao giờ gia nhập vào cái gia đình đó. Bởi vì khi mà chúng ta là thành viên của họ đổ tinh thừa đó, thì chúng ta sẽ là người dậm chân tại chỗ và là người thụt lùi về sau. Không bao giờ chúng ta dám đối diện với thử thách. Và người không dám đối diện với thử thách là người sẽ luôn luôn không bao giờ hiểu về mình, và luôn luôn sẽ không bao giờ đạt được những cái thành công mà người khác đạt được. Thì qua cái câu kệ ngôn này, Tịnh Đạt chia sẻ với quý vị về cái ngữ vận cũng như là duyên sự, ý nghĩa. Mong rằng tất cả những cái điều tốt đẹp, những cái điều may mắn đến với tất cả quý vị ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và một lần nữa Tịnh Đạt xin thành tâm nguyện cầu những cái công đức hồi hướng đến chư thiên, chư thần và các quý vị hậu trì Phật Pháp và tất cả chư tăng và các quý vị, chúng ta cùng nhau mỗi người góp một sức nhỏ để mà chung tay xây dựng cũng như là gìn giữ ngôi nhà của chánh pháp, và trước tiên đó là ngôi nhà Pháp Cú Kinh chuyên đề, để được một ngày vững mạnh hơn, phát triển nhiều hơn, có nhiều lớp học, có nhiều vị giảng sư hơn. Đây là một cái điều rất Tịnh Đạt rất là thành tâm để cầu nguyện. Và Tịnh Đạt xin kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay tại diễn đàn Pháp Cú Kinh qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 404. Chúng con xin chúc sức khỏe chư tăng và chúc sức khỏe toàn thể quý vị. Nam mô Buddhaya. Và bây giờ xin mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân. Đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 304 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tòa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư.